Hello các bạn, thì video hôm nay mình sẽ nói về cái kênh của anh Quốc. Thì hiện tại thì anh Quốc đã có một cái kênh chính thức rồi. Thì nhưng mà nhỏ cho anh một cái là có rất chi là nhiều kênh fake và kênh giả mạo. Thì điển hình như đây là một cái kênh giả mạo đang rất chi là lớn mạnh nha, đang gần được 40.000 người đăng ký rồi. Thì kênh của anh Quốc thì hiện tại thì có 18.000 người đăng ký thôi, nhưng mà mình kêu là ảnh báo cáo content ID đi, nhưng mà chắc vẫn chưa có điều kiện để báo cáo đâu, tại vì anh nó phải đủ điều kiện xét duyệt kiếm tiền rồi mới là báo cáo ID được. Thì ảnh sẽ ra clip nhiều, trong vòng 2-3 ngày thì ảnh sẽ đọc được cái mốc để kiếm tiền và sẽ báo cáo ID được, sẽ xóa được cái kênh này và xóa được những video khác thôi. Còn ảnh kênh chính hiện tại thì có bo video nha. Thì mới 1 giờ trước thì ảnh troll và ảnh tháo bến xe nè, thì cũng rất là hài hước nha. Còn cái mà lần đầu thử làm vợ ngủ chung với trai lọ thì cái đó thì chị Ngân lần đầu lên sóng luôn, thì mình thấy cũng hài hước đó, nhưng mà kiểu như lần đầu thì nó cũng hơi e ngại một tí. Nhưng mà ảnh sử dụng cái từ hữ hơi nhiều, chị Ngân sử dụng cái từ hữ hơi nhiều, mình xin góp ý như thế. Thì có người vào trong video của mình chia sẻ cái link kênh chính thức của Anh Quốc là cái kênh này, kênh 18.000 người đăng ký, thì có rất chi là nhiều bọn vào và chửi mình, đó là cái kênh giả, còn kêu là chi mày không biết thì mày đừng có nói, mày chia sẻ kênh giả cho người ta làm gì đó. Thì mình xin đến chính lại với các bạn là không phải là kênh ít đăng ký là kênh giả, mà chính xác là kênh nhiều đăng ký này với kênh giả này. Thì hiện tại là nó đã lái cái video mà ngủ với trai lọ này của Anh Quốc, thì mà nhỏ cái nữa là TXT đó, Tiến Sinh Ra cũng vào comment thì ỉa chải, và cái kênh fake này đã ghim cái bình luận của Tiến Sinh Ra luôn đó. Tiến Sinh Ra này cũng không biết, Tiến Sinh Ra cũng không phân biệt được cái kênh thật kênh chính luôn kìa đó. Rất chi là nhiều bọn kêu là kênh này là kênh chính, kênh thật, mình thấy vô lý không đó. Đây nè, 1 giờ trước nè, troll thố xe của vợ nè, mình xin đó, mình vào kênh giả mạo nè, thấy kênh giả mạo không, troll bánh xe của vợ đâu. Nhưng mà mình chắc chắn với các bạn rằng là trong ngày hôm nay là kênh này sẽ up cái video là troll gửi bến xe của vợ cho các bạn trên kênh này, sẽ chắc chắn luôn á. Tại vì chữ cái này nó làm giống y hệt luôn, khóc hình bìa này, khóc hình đại diện này đó, hình đại diện thì Anh Quốc đỡ rồi, đỡ cho nó khác biệt một tí đó. Thì có nhiều bạn vào hỏi mình thì công bố cái ngày thành lập kênh đi, thì hiện tại kênh giả mạo thì thành lập là vào 2009 được chưa, 2009 này, còn kênh chính thức vào 2020 là mới lập được chưa. Rồi còn những cái bạn nào mà vào đấy 6 phút trước vừa nói luôn nè, 6 phút trước nè, thấy ghê chưa, thấy mình nói ghê chưa. Còn cái này là bao nhiêu, 1 giờ trước, không lẽ là cái kênh thật là đi đang sau cái kênh giả đó, thấy thắc mắc chưa, kênh giả đang trước lý video rồi đang trước, thì cái kênh giả chắc chắn là đang sau, về phía 6 phút trước đó. Mình vừa nói luôn nè, vừa nói là 6 phút trước là có video luôn nè, nhưng mà cứ mọi người cứ không biết rồi cứ vào mình gán liên kênh thật của Anh Quốc, đây là kênh 18.000 người đăng ký, vào chửi mình, chửi là kêu thằng này điên, thằng này không biết cái gì mà đi chia sẻ cái kênh giả mạo có 18.000 người đăng ký. 18.000 người đăng ký là do tất cả các bạn không biết cái kênh nào thật, kênh nào chính, thì các bạn đi đăng ký lung tung, thì đăng ký hết vào cái kênh giả mạo này. Giờ hiện tại là lên gõ Quốc Màng Tang, Màng Tang nè, rồi bây giờ không có kênh Anh Quốc luôn đó, không hiện ra luôn, thấy chưa đó. Thì xin các bạn xem xét lại nè. Cái này 3 phút trước mình vừa nói là cái này đang luôn, hài hước không đó. Đánh chính lại là kênh giả là gần 40.000 người đăng ký nha, còn kênh thật nè Còn các bạn mà muốn thắc mắc vào mà không tìm hiểu kỹ, mà vào mà kiểu như chửi mình thì nên đi tìm hiểu kỹ lại rồi vào comment nha. Còn mình chỉ muốn là giúp anh Quốc, chỉ là kéo các người đăng ký cái kênh, người đăng ký bên kênh nhỏ này về kênh chính cho anh đạt được mốc là 100 người đăng ký sớm nhất thôi. Chứ còn mình không có chia sẻ gì thêm. Còn mọi người mà muốn mà kêu mình chia sẻ share kênh thì mọi người hãy vào đi tìm hiểu kỹ đi, rồi hãy vào nói mình. Ok chưa? Ok mọi người nha, nhớ đăng ký cho đúng cái kênh này nha, cho anh Quốc. Còn cái kênh này thì các bạn làm gì đó là spam hoặc là báo cáo hoặc là xem hoặc là tin tưởng làm gì đến ngay có TXT này, TXT mà cũng vào comment cái kênh võ này thì làm sao các bạn không đăng ký được, đúng không? Mình cũng hiểu cho các bạn thôi, nhưng mà các bạn nên tỉnh táo hơn. Bãi phút trước nè, 3 phút trước 40 mấy nghìn người nè, 40 mấy người vô bình luận, không biết bình luận cái gì trong này nữa đó, thấy chưa? Ố rồi, có khi là cái video này sẽ nhiều được xem hơn cái video của anh Quốc. Rồi ok, mình xin kết thúc video tại đây nè.